Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha, tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Ngọc Linh nha. Sẽ có một số bông trang thái quý anh chị em và một số phôi muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình trên kênh nha. Rồi anh chào Linh. Dạ em chào anh, em chào cô chú anh chị mình đang xem nha. Quay lại nhà vườn em hôm nay có một số trang với phôi phôi giấy muốn giao lưu cô chú anh chị mình. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ em qua số điện thoại 0799689431 cũng là số Zalo của em. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em nha cô chú anh chị. Em lên mã số 1 cô chú anh chị tham khảo. Chiều cao là 1m10, tán ngang là 97, thót thân là 8, hoành 12. Mã số 1 giao lưu của chú anh chị mình là 350.000, bao sống bao ship nha cô chú anh chị. Ok, thái đỏ anh chị em, toàn thông. Mã số 2, chiều cao là 98, tán ngang là 1m, thót thân 10, hoành 16. Mã số 2 có giá 340.000. Mã số 3, chiều cao là 1m08, tán ngang là 1m, thót thân là 9, hoành 14. Mã số 3 có giá 350.000. Mã số 4, chiều cao là 1m08, tán ngang là 98, thót thân 7, hoành 12. Mã số 4 có giá 350.000. Mã số 5, chiều cao là 1m14, tán ngang là 1m04, thót thân là 7, hoành 12. Mã số 4 có mã số 5 có giá 370.000. Mã số 6, chiều cao là 1m, tán ngang là 1m08, thót thân là 6, hoành 16. Mã số 6 có giá 370.000. Mã số 7, chiều cao là 1m08, tán ngang là 1m, thót thân là 7, hoành 13. Mã số 7 có giá 340.000. Mã số 8, chiều cao là 1m17, tán ngang là 88, thót thân là 14, hoành 13. Mã số 8 có giá 340.000. Mã số 9, chiều cao là 98, tán ngang là 84, thót thân là 17, hoành 14. Mã số 9 có giá 300.000. Mã số 10, chiều cao là 91, tán ngang là 84, thót thân là 16, hoành 17. Mã số 10 có giá 330.000. Mã 11, chiều cao là 1m40, tán ngang là 88, thót thân là 40, hoành 10. Mã 11 có giá 280.000. Một cây cam Đài Loan của anh chị em. Mã 12, chiều cao là 1m22, tán ngang là 1m04, thót thân là 54, hoành 10. Mã 12 có giá 280.000.
Mã 13. Chiều cao là 1m20. Tái ngang là 84. Thoát thân là 9. Hoành 16. Mã 13 có giá 350.000. Thái vàng, thân chậu quý anh chị em. Mã 14. Chiều cao là 1m10. Tái ngang là 88. Thoát thân là 30. Hoành 10. Mã 14 có giá 290.000. Một cái tàu đổi màu quý anh chị em. Tiếp theo là một số phô giấy nha cô chú anh chị. Mã 15. Chiều cao là 66. Hoành 25. Mã 15 có giá 150.000. Cũ đặc ha. Phô giấy cũng đều bao sóng bao ship cô chú anh chị. Mã 16. Chiều cao là 57. Hoành 23. Mã 16 có giá 150.000. Mã 17. Chiều cao là 63. Hoành 31. Mã 17 có giá 150.000. Mã 18. Chiều cao là 75. Hoành 20. Mã 18 có giá 130.000. Mã 19. Chiều cao là 60. Hoành 24. Mã 19 có giá 140.000. Mã 20. Chiều cao là 58. Hoành 22. Mã 20 có giá 110.000. Mã 21. Chiều cao là 60. Hoành 23. Mã 21 có giá 100.000. Mã 22. Chiều cao là 61. Hoành 20. Mã 22 có giá 100.000. Mã 23. Chiều cao là 60. Hoành 29. Mã 23 có giá 140.000. Mã 24. Chiều cao là 80. Hoành 20. Mã 24 có giá 130.000. Mã 25. Chiều cao là 60. Hoành 26. Mã 25 có giá 120.000. Mã 26. Chiều cao là 60. Hoành 25. Mã 26 có giá 120.000. Mã 27. Chiều cao là 62. Hoành 19. Mã 27 có giá 110.000. Mã 28. Chiều cao là 60. Hoành 22. Mã 28 có giá 110.000. Mã 29. Chiều cao là 65. Hoành 20. Mã 29 có giá 110.000. Mã 30. Chiều cao là 73. Hoành 22. Mã 30 có giá 130.000. Mã 31. Chiều cao là 63. Hoành 25. Mã 31 có giá 130.000. Mã 32. Chiều cao là 74. Hoành 22. Mã 32 có giá 130.000. Mã 33. Chiều cao là 70. Hoành 23. Mã 33 có giá 130.000. Mã 34. Chiều cao là 66. Hoành 20. Mã 34 có giá 110.000. Mã 35. Chiều cao là 67. Hoành 23. Mã 35 có giá 120.000. Mã 36. Chiều cao là 60. Hoành 29. Mã 36 có giá 120.000.
mã 37, chiều cao là 60, hoành 25, mã 37 có giá 110.000. Mã 38, chiều cao là 60, hoành 27, mã 38 có giá 130.000. Mã 39, chiều cao là 51, hoành 25, mã 39 có giá 110.000. Mã 40, chiều cao là 67, hoành 23, mã 40 có giá 140.000. Mã 41, chiều cao là 83, hoành 23, mã 41 có giá 130.000. Mã 42, chiều cao là 60, hoành 22, mã 42 có giá 120.000. Mã 43, chiều cao là 68, hoành 19, mã 43 có giá 110.000. Mã 44, chiều cao là 56, hoành 20, mã 44 có giá 110.000. Mã 45, chiều cao là 63, hoành 20, mã 45 có giá 110.000. Mã 46, chiều cao là 60, hoành 25, mã 46 có giá 100.000. Mã 47, chiều cao là 86, hoành 23, mã 47 có giá 130.000. Mã 48, chiều cao là 60, hoành 26, mã 48 có giá 110.000. Mã 49, chiều cao là 60, hoành 27, mã 49 có giá 120.000. Mã 50, chiều cao là 75, hoành 22, mã 50 có giá 120.000. Mã 51, chiều cao là 53, hoành 23, mã 51 có giá 100.000. Mã 52, chiều cao là 69, hoành 26, mã 52 có giá 140.000. Mã 53, chiều cao là 60, hoành 20, mã 53 có giá 170.000. Hai phôi bánh dẹp. Mã 54, chiều cao là 55, hoành 16, mã 54 có giá 160.000, hai phôi. Mã 55, chiều cao là 62, hoành 21, mã 55 có giá 100.000. Mã 56, chiều cao là 56, hoành 23, mã 56 có giá 100.000. Mã 57, chiều cao là 50, hoành 21, mã 57 có giá 130.000. Phôi này khi đi gúp chậu bó bầu nha quý anh chị em. Mã 58, chiều cao là 52, hoành 17, mã 58 có giá 130.000. Mã 59, chiều cao là 76, hoành 20, mã 59 có giá 230.000. Mã 60, chiều cao là 56, hoành 22, mã 60 có giá 120.000. Mã 61, chiều cao là 56, hoành 29, mã 61 có giá 130.000. Mã 62, chiều cao là 50, hoành 39, mã 62 có giá 150.000. Mã 63, chiều cao là 50, hoành 33, mã 63 có giá 140.000. Mã 64, chiều cao là 50,
Hoành 28, mã 64 có giá 120.000. Mã 65, chiều cao là 60. Hoành 25, mã 65 có giá 230.000. Mã 66, chiều cao là 50. Hoành 42, mã 66 có giá 250.000. Cũng là mã cuối clip hôm nay cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ em qua số hội 0799689431, cũng là số Zalo của em. Chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Rồi, xin thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nha. Vườn em Ngọc Linh nha.